CC biết là các chị em cũng sẽ mê lắm đây. Tại vì sao? CC rất mê. Cái mê ở cái áo đầm này là cái gì các bạn? Là cái phần nhún nè, nó che cái bụng khi các bạn ăn no. Đây. Nó có thêm cái phần đổ như vậy xuống, nhìn cái áo đầm rất sang. Hiệu này đắt tiền lắm. Cái áo đầm này hình như CC đoán không lầm là cả trăm đô đó. Nhưng mà CC mua được on sale 50%. Thấy CC đi săn lùng hàng sale. Đọc không các bạn? Phải có sự đam mê mới mua được. Và phải rảnh rỗi như CC vậy nè, không có đi làm việc. Suốt ngày chỉ đi shopping, đi chơi chơi. Rồi nhờ được mình có một cái cặp mắt thẩm mỹ, cho nên là CC lựa được đồ. Mà on sale, hiệu này hiệu gì đó CC cũng không nhìn thấy nữa. Nhưng mà này chắc CC nghĩ size 2 quá, tại CC mặc vừa như vậy, CC nghĩ chắc size 2. Đẹp, rẻ, on sale nhiều là mua thôi à. Không biết size gì luôn, về tới nhà cũng không thèm coi size luôn. Cứ thấy mặc vừa là biết size 2 rồi các bạn, CC nghĩ size 2 đó. Trời ơi, cực kỳ sang trọng và cực kỳ đẹp các bạn thấy không? Eo mông này nọ đẹp, thiệt đẹp. Được cái phần này là CC mê nhất luôn. Mê lắm các bạn ơi. Có nhúng nhúng như vậy ăn no phình ra chút xíu, nhưng mà nó được những cái xếp ly này nó che. Trời ơi đẹp quá luôn. Nè mình phải thun lạnh không nhăn đâu. Tại CC bỏ trong vali lâu lắm rồi, giờ mới lấy ra đó. Cao đầm này mua lâu rồi. Đẹp quá đó, rồi cứ mua xếp vô vali cất đó, chứ nhiều quá treo sao nổi. À CC không á, chắc trên 400 cái áo đầm để chờ bán ra cho các bạn. Hoặc là CC mặc nếu đúng sai. Tuyệt đẹp, đẹp trên cả tuyệt vời. Áo đầm này mê lắm đó các bạn. Sờ tay vào các bạn mua liền. Thun lạnh, đi đâu mang theo. Sang trọng, lịch sự, đẹp từ màu sắc cho tới kiểu dáng luôn. Mua áo đầm này để hoài. Mùa này các bạn đi ăn tiệc hoặc là đi bất kỳ nơi đâu khoác một cái áo jacket vào. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp. Giày màu hồng á, CC có nhiều lắm, nhưng mà nó không có cái đôi nào mà phù hợp với lại cái áo đầm này. Cho nên CC mang cái đôi này. Cái đôi giày hồng này của CC là các bạn nhìn gần á, các bạn mê luôn. CC đi Las Vegas mua đó. Đôi này nè. Trời ơi, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Mê ly luôn đó các bạn. Này nè, hoa đó họ đính rất là đẹp luôn. Rồi đó có hai cái tua tua này nữa nè. Trời ơi, sang, dễ thương đó. Đôi này CC mua cũng mấy năm rồi đó. Chắc cũng 4-5 năm rồi đó các bạn. Bởi vậy CC nói với các bạn đó, tiền nào của đó là đúng đó. Các bạn mua đồ đắt tiền nhưng mà nó on sale rồi, các bạn có thể để được bao nhiêu năm trời. Mê ly. Tuyệt đẹp. Mặc áo đầm trắng đó, mang đôi giày này nè. Trời ơi đẹp hút hồn luôn. Hoặc là mặc những cái màu lợt, màu vàng lợt, màu xanh rêu lợt, màu hồng, màu kem, màu trắng. Trời ơi mang cái đôi này là CC nói xuất sắc luôn. Mà êm lắm, CC chạy nè, nhảy đầm nè. Thiệt là thích luôn. Chứ nếu mà nó không vậy chúng ta đi sao nổi các bạn. Trên cả tuyệt vời. Nè, cái áo đầm nha, có một cái thôi, size 2, chị em nào muốn mua thì mua, nếu không thì cứ đi đâu đó CC sẽ mặc, vì đây là những loại đầm nó tiện lợi nhất. Với lại để CC nói nè, ở trong phone màu sáng quá, ở ngoài không phải là màu giống như trong phone mình thấy đâu. Ở ngoài là cái màu hồng nó đậm xuống, rất là đẹp luôn, chứ mà nó tươi rói như vậy là CC đâu có mua. Đó, phone Samsung phải công nhận nó sáng thật luôn đó các bạn. CC giảm hết luôn á mà nó còn sáng như vậy. Đó. Rất là đẹp luôn. Bạn có thể xách với cái bóp này được là tại vì cái bóp này mặc dù nó là màu nâu nhưng mà nó có quá nhiều màu hồng luôn. Thành ra các bạn xách với cái bóp này quá phù hợp và quá sang luôn. Cái bóp này nó nhiều màu. Với cái áo đầm màu hồng thì nó đã có màu hồng, cho nên các bạn mang giày nào cũng được.
Dày nâu được, dày trắng được, dày xanh được, dày vàng cũng được, phù hợp với cái bó. Thành ra đó, cao đầm này, mua cái vỏ này là về giày các bạn không cần phải lo ha. Này nó nhiều màu cho nên là các bạn có thể mang được với rất là nhiều màu giày. CC qua cái khác nha. Và tiếp theo, đây là một cái áo đầm mà CC phải nói là CC mê lắm. Áo đầm này CC mua được lâu rồi đó, nhưng mà không phải size của CC. Đầm này size 6. Đây là hiệu DKNY đó các bạn. Mình vải muslin. Các bạn chỉ cần đứng với bạn bè, đứng với tư thế như vậy nè, lắc người nhẹ một cái thôi, thì chính là cái áo đầm này sẽ làm cho các bạn đẹp mà trên cả tuyệt vời. Nhẹ nhàng mặc cái áo này vào chúng ta sang trọng mà lịch sự, mặc đi nhà thờ được, đi gặp bạn bè được, rất là sang luôn. Đi ăn uống đó, CC đi với ông bạn Mỹ trắng của CC là mặc như vậy nè. Ổng thích CC mặc như vậy lắm. Vì sao các bạn? Xứng với ổng, sang như vậy các bạn. Nhìn các bạn thước tha lắm, đẹp lắm. Nó nhẹ nhàng thôi, nó không phải là này nọ lắm đó. Bây giờ CC mặc nè, rồi CC đi tới đi lui, CC quay vòng vòng cho các bạn xem đây. Xách cái bóp này cũng rất đẹp. Chúng ta đi đâu đó, khi chúng ta đi ăn xong mà có đi chơi dạo phố này nọ thì các bạn nên xách cái bóp này. Còn chỉ có đi ăn, đi gặp bạn bè, đi về hoặc là đi một bữa tiệc gì đó thì chúng ta cầm cái bóp. Nếu không thì ở trong này nó có dây mà các bạn. Chúng ta đeo như vậy. Nhưng mà CC thì ít có bao giờ đeo như vậy lắm. Thì tùy sự chọn lựa là ở các bạn. Chúng ta cầm như vậy đi vào những nơi ăn tiệc hoặc là gì đó. Khi đi ra về hoặc là có thể là còn sớm quá đi dạo phố thì lấy cái dây ra đeo như vậy. Rất đẹp đúng không ạ? Trên cả tuyệt vời đúng không ạ? Xuất sắc ha. Áo đầm này đẹp lắm các bạn. Size 6 nha các bạn. CC cột lại. Nhưng mà để CC nói, CC mặc thử cái áo đầm này nhiều lần rồi. CC thay ra thay vô rồi lỡ tay đó, CC giật cái sợi dây này nè, nó bị đứt rồi. Sợi dây này là để luồn vào cái sợi này nè, nó bị đứt rồi. Nhưng mà không sao, là tại vì ngay ở đây nó còn một sợi nữa. Chỗ này bị đứt, nhưng mà ngay đây còn. Cho nên là các bạn thắt vào bình thường, không có bị gì đâu ha. Về các bạn cắt cái sợi dây đó bỏ đi. Sang thật là sang, đẹp thật là đẹp. Cái màu ở ngoài đó, cái bông màu vàng nó đậm lắm. Nó nổi cái bông màu vàng lên. Nhưng mà ở trong phone mình nhìn thấy nó sáng quá. Nhưng mà cái bông này mà ở ngoài sang lắm các bạn, đẹp lắm. Này mà có size 2 chắc CC mặc từ đời nào luôn rồi. Chứ không phải là còn để tới bây giờ đâu. Không có đúng size CC á, mặc ngực nè, nó rộng nè, cái nách rộng, cái tay rộng, đủ thứ á. Không ăn gian được cái áo đầm này. Đây là hiệu DKNY ha. Đây là giá tiền nè, 129 đô, 50% off cái áo đầm này. Tuyệt vời luôn. Thấy không? Lắc nhẹ nhẹ thôi. Đủ ăn tiền rồi, đủ đẹp. CC mặc dạng đầm này nhiều lắm, nhiều không thể tưởng luôn. Ngày xưa đi làm cũng mặc. Bây giờ đó thì để mặc đi nhà thờ, đi gặp bạn bè, đi ăn, đi chơi, CC vẫn mặc. Đó. Mặc áo đầm này á, CC đi với ông bạn bác sĩ Mỹ là nhiều nhất. Còn CC đi với ông bạn già mà mập á, ổng không có chịu mặc đồ như vậy, ổng nó thích mặc đồ bụi bụi ngầu ngầu à. Thì mỗi người ta có mỗi cái khác nhau ha. Mình sao mà mình cứ thấy người ta thích cái gì đó, mình chiều theo người ta, mình làm theo người ta là mình được rồi các bạn. Lúc đó các bạn muốn cái gì cũng được cả. Đây,
tuyệt đẹp trên cả tuyệt vời. Size 6 nha, chị em nào muốn mua thì mua cái áo đầm này đi. Chị để lâu rồi đó mà cứ để vậy, tại đẹp quá để vậy đó các bạn. Con CC thì đi làm nhiều quá, đâu có cơ hội để đi chơi để mặc mấy cái này. Còn đi club với bạn bè thì đâu có mặc cái áo đầm này được, cho nên cứ treo trong tủ. Thì đây, bộ này CC bán một bộ nha các bạn, bộ bót này. Rồi, bây giờ CC thay cái đầm khác nha. Chỉ là vải kate thôi. Cao đầm này đó CC cắt mạt rồi để CC mặc, nhưng mà khi CC mặc vào nó không vừa cái vai nè. Cái áo này đó là các chị em cần phải mặc đúng đúng với cái vai, nó phải lên như vậy nè đó, thì nó sẽ phùng cái tay phùng lên nó rất là đẹp. Tức là cao đầm này chị em nào size 4 mặc được cao đầm này, với một thương hiệu rất 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 là nổi tiếng trên thế giới. Áo đầm này CC mua lâu lắm rồi đó, chưa có cơ hội mặc. Sang trọng là lịch. Áo đầm này có nhiều bạn mua được rồi, các bạn mặc hết trơn rồi chứ CC chưa mặc nữa đó. Đây các bạn, đúng khổ vải luôn, chỉ là cao đầm lót thôi đó mà họ may như vậy nè, sang trọng và đẹp vô cùng, coi như là cao này mua một cái thành hai cái. Ở nhà các bạn mặc được mà, đi ra đường hoặc là đi đâu đó chơi hoặc là đi vào khách sạn với người yêu đó, cởi cái áo này ra rồi muốn làm gì thì hãy làm nha. Thì đây các bạn, đây là thương hiệu, cắt làm sao mà còn chừa lại cái sợi dây này nữa. Size 4 nha, chị em nào size 4 mua được cái bộ đầm đó, nhiều bạn mua đầm này lắm rồi, trên cả tuyệt vời, mê ly luôn, sang trọng và lịch sự vô cùng. Size 4 ha, cực kỳ sang luôn, với những cái thương hiệu nổi tiếng như vậy, mê quá mà không có size của CC. Này size 4, CC nghĩ CC mặc size 2 là vừa luôn á, đúng luôn. Tay nó sẽ đứng lên như vậy và nó phùng cái tay phùng này lên như vậy nè, đó mới là đẹp, đúng không các bạn? Đó, rất là lịch sự luôn, sang và lịch sự. Mang giày đen, sắp bóp đen đi. Cái bóp này đẹp lắm, cái này là hiệu order. Cái này bằng da, cái phần này là da lộn. Nhẹ không có nặng lắm đó, hơn 1 gram tay CC ha, bề này thì chưa tới 1 gram. Trắng và đen, mạng thủy đâu rồi. Rất đẹp luôn các bạn, hoặc là các bạn có thể xách cái bóp này này đẹp nè, mê luôn á. Nói chung là bóp nào CC thấy cũng đẹp, cái quan trọng là các bạn phối vào với đồ gì thôi. Cái bóp này để được phone ha, để được phone là các bạn thích rồi. Cái nút là giống như là hai cái cục nó hít đấy. Cái này thì vô ánh đèn nó đẹp, tại vì nó có những cái hộp này nè, rất sang, rất là đẹp. CC là thích cái dạng xách tay như vậy, đeo như vậy CC ít đeo lắm, tại vì CC nghĩ nó cứ đè đè lên cái ngực làm sao đó, cho nên không có thích lắm.
bạn có thể mua cái này. Đẹp chết người luôn đúng không? Trời ơi, cưng lắm luôn nè, cho nên để dành đó. Trên cả tuyệt vời luôn. Đẹp chết người luôn á. Xin bỏ thử cái phone nha. Được đó các bạn, vừa cái phone luôn nè. Nhưng mà các bạn bỏ cái phone á, nó xéo một tí, nhưng mà đậy nắp được là được rồi. Trời ơi lucky ha, để được cái phone là các bạn thích rồi đó. Thì đây, cái phone của CC á, là tại vì cái case nó hơi to, bỏ vào đây nó hơi xéo một chút. Còn phone của các bạn có thể các bạn không có xài cái case, hoặc là các bạn không có cái case bự, thì CC nghĩ là vừa ý. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn, mê luôn, xuất sắc luôn. Để vừa cái phone nha, cưng lắm luôn đó, rất đẹp đúng không ạ? Rồi bây giờ CC qua cái khác nha. Và đây, đây là một bộ đẹp trên cả tuyệt vời. Và bộ này chúng ta chỉ có thể mặc đi tiệc cưới được thôi. Đẹp xuất sắc luôn và cũng là bộ cuối cùng trong video này. Thì bây giờ để CC cho các bạn xem từng phần. Thấy CC bước đi không? Bước đi là cái chân nè. Đó. Thì đây là cái áo khoác các bạn. Cái áo khoác rất là đẹp. Cái áo này CC mua lâu rồi nhưng mà mua cứ để dành vậy đó. Da chưa có cơ hội mặc. Nó như là một cái khăn vậy đó, nhưng mà nó ấm lắm nha các bạn. Thật là ấm và thật là sang. Nó sang ở đây là nhờ cái gì? Là nhờ cái này nè. Đó. Thì nhờ có cái đó chúng ta mới có thể đi ăn tiệc được. Thật là đẹp luôn đó. Thì đây nè, CC thích hai cái cục này nè. Quá là dễ thương đúng không ạ? Là one size cho nên là chị em nào cũng có thể mặc vừa ha. Đó, đẹp trên cả tuyệt vời luôn. Cởi cái áo ra cho các bạn xem. Trời ơi, cao đồng đẹp chết người luôn đúng không? Nè, cả nhà có nhìn thấy không? Đẹp không? Quá sức đẹp luôn. Áo đầm này là size small nha, có một cái duy nhất thôi. Trước khi CC mặc, bạn nào muốn mua thì mua. Đẹp mê ly, đẹp trên cả tuyệt vời. Đẹp nhất là chỗ này nè. Đầm thời trang ha, thun lạnh. Rất sang và rất đẹp luôn. Không có on sale nha các bạn. Quá đẹp luôn. Thì mua cái áo đầm này là 39 đồng 99 đó. Đẹp quá mua luôn, không cần on sale luôn. Đó. Các bạn mang guốc một tấc là vừa luôn á, nè. Đó. Vừa đúng luôn á các bạn, vừa đúng luôn á với size của CC mà mang được guốc một tấc là trên cả tuyệt vời. Và đây, choàng cái áo đó vào. Nó có kim tuyến, CC xách với cái bóp này. Là như vậy, trời ơi đi ăn tiệc như vậy còn gì nữa, trên cả tuyệt vời rồi đúng không ạ? Đó, rất là đẹp luôn đó các bạn. Thật là sang, thật là đẹp luôn. Theo những cái bộ nữ trang, thật là sang các bạn. Thì các bạn sẽ sang. Các bạn đeo bình thường chỉ là một sợi dây chuyền vàng thôi thì nó rất là bình thường. Cho nên nếu mà các bạn mặc những cái áo hai dây như vậy mà để đi dạ hội, đi đi tiệc hoặc là này nọ thì nên tìm những bộ nữ trang thật là đẹp. Bộ này nè, CC bán về những cái loại này, bán lâu đời rồi các bạn. Đó, bán cho Mỹ không à. Bộ này cũng đắt tiền lắm, không rẻ ha. Ít nhất cũng phải là 100 mấy chục đô, chứ không phải là vài ba chục đô mà có thể mua được ha. Đó. Đẹp không ạ? Nè. Đó. Người ta đó bán vàng thật, hột xoàng thật.
Nhưng mà CC không có được cái số như vậy cho nên CC cũng bán vậy nè, cũng hột hột nè, nhưng mà hột giả không à. Tất cả là đồ fashion, thời trang fashion. Đó, mà để CC nói nè, cái phần mà rút ở cái chỗ này nè là người ta rút sẵn cho mình rồi. Đó. Người ta may cộng thun hay gì các bạn, để CC coi. Thun. Thun họ nhúng sẵn rồi, rồi ở đây là cái sợi dây nơ nó buộc giả nó đính vô thôi ha. Thì giống như CC thường nói với các bạn, những cái thương hiệu mà nó nổi tiếng trên thế giới thì họ may, các bạn tự rút. Còn những cái hàng thời trang bình thường thì họ may sẵn cho các bạn luôn để các bạn khỏi rút. Đó. Thì nếu như mà các bạn mặc cái áo đầm này nó thường quá đúng không? Thì các bạn cần phải có một cái áo khoác nào đó nó sang một chút, nó đắt tiền một chút. Vậy đó, nhiêu đó là đủ đẹp rồi. Trời ơi, CC mê cái áo đầm này luôn đó. Kiểu CC mặc đồ là như vậy nha các bạn. Đẹp lắm. Tại vì sao? Ông trời ông cho bộ ngực bự nè. Thành ra mặc những cái này vô rất là sexy, rất là đẹp. Mặc những cái đầm này đó là các bạn phải tự tin bước đi những bước thật dài như là người mẫu vậy đó các bạn. Thì cái chân của các bạn đó, nó mới đưa ra như vậy, nó mới đẹp được. Còn các bạn đi mà các bạn cứ sợ dày 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 nè, ôi thôi CC cũng không mặc nữa. Đã chịu mặc là tới luôn ha. Đó vừa đúng y với CC luôn, không tốn tiền sữa mà lại xinh đẹp nữa, mà rẻ tiền nữa. 39 đồng 99 trên cả, tuyệt vời luôn. Trước khi CC mặc đó, bạn nào muốn mua thì mua nha. Đẹp trên cả, tuyệt vời. À, cái phần ở trong là nhung các bạn, thành ra nó rất là ấm, như là một cái khăn choàng thôi. Xong rồi, rất sang và rất đẹp luôn. Cái khăn này á, các bạn có thể mặc được với lại rất là nhiều áo lắm. Những cái áo đầm thun ôm cũng đẹp, cái gì cũng đẹp hết đó. Màu trắng, màu cà phê sữa, màu nâu, màu đen, tất cả đều rất là đẹp luôn. Và cũng với cái áo đầm đen bên trong, CC khoác với một cái áo lửng này cho các bạn xem. Tại vì cái này đó, CC sợ nhiều bạn mặc không có quen đó, rồi các bạn nghĩ nó rườm rà quá, rồi mặc đi ăn tiệc, rồi gấp đồ ăn này nọ. Nhưng mà khi ngồi vào bàn tiệc á, các bạn đâu có còn choàng cái áo này nữa. Cái áo này là để đi ra đường choàng cho nó ấm. Đó, rồi các bạn đi tới chỗ tiệc thì các bạn phải cởi ra để ở trên vai ghế hoặc là treo ở đâu đó. Chứ đâu có thể nào mà mặc cái áo này vào bàn tiệc được. Không nha các bạn. Trời ơi, các bạn mặc cái áo này vào bàn tiệc chắc người ta cười các bạn chết luôn á. Với lại đó, đâu có gấp đồ ăn được. Đó. Một là các bạn mua cái đó, hai là các bạn mua cái này. Nếu mà các bạn mua cái này thì đúng size luôn nè. Cái áo khoác này hiệu Calvin Klein, size small. Cái áo đầm ở bên trong chỉ là đầm thời trang thôi. Áo đầm bên trong là 39 đồng 99 là giá CC mua đó nha các bạn. Đó. Thì các bạn nào mà muốn như vậy nè thì nó đơn giản là như vậy. Ôi, vào bàn tiệc khoác cái áo này như vậy, quá là sang trên cả, tuyệt vời. Chị em nào size small đừng bỏ qua bộ này nha. Xuất sắc luôn. Rồi thì đây là cái áo đầm cuối cùng ở trong video. À quên nữa, tặng CC nút like đi. Cái rô nhắc hoài mà đâu nhớ, giờ nhớ đó nha. Các chị em nào thích bộ đồ nào hoặc là một cái bóp hoặc là cái gì đó, chụp hình lại các chị em ở Mỹ gửi cho CC theo số phone bình thường. Các chị em bên nước ngoài nhớ thêm số 1 17069879063. 17069879063. Các chị em ở Việt Nam liên lạc với anh Sa 0982571934. Anh Sa là anh ruột của CC, anh Sa chỉ giúp CC nhận tiền của các bạn để gửi cho CC và nhận đồ giao hàng cho các bạn. Anh Sa không phải là người buôn bán gì hết, cho nên các bạn muốn hỏi cái gì đó thì kết bạn với CC bên Zalo hoặc là Viber để hỏi CC. CC gửi giá tiền trên cái hình đó và các bạn gọi anh Sa để thanh toán tiền cho anh. Vậy là xong rồi. Còn các bạn hỏi, anh ơi em bao nhiêu ký, như vậy em có mặc vừa không, sao anh sáng biết được, hỏi CC nha. Rồi, CC xin được tạm ngừng video ở đây, kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye, I love you.